Chán livestream bóc phốt showbiz, kể chuyện tình cảm với chồng sắp cưới, nam em mới đây tiếp tục làm dậy sóng người hâm mộ khi tỏ thái độ vô ơn khi nhắc đến việc từng được khán giả tặng hoa và tiền. Mới đây, nam em gây tranh cãi trên mạng xã hội khi tham gia buổi livestream cùng chồng sắp cưới. Trên sóng, người đẹp quê Tiền Giang đã bất ngờ phát ngôn sốc về khán giả từng tặng hoa, tiền cho mình. "Tôi ra nông nỗi như bây giờ là do mấy người bưng hoa lên tặng tôi đó. Người nào mà bưng hoa càng nhiều tiền là càng hãm hại tôi. Rút kinh nghiệm nha, sau này tôi có mở sân khấu hát, tôi không nhận bất cứ một món quà nào hết. Của cho là của nợ", nam em nói trên livestream cùng chồng sắp cưới. Phát ngôn của nam em khiến nhiều người, đặc biệt là fan hâm mộ của cô nàng choáng váng. Món quà của khán giả dù ít hay nhiều đều thể hiện tình cảm và sự ủng hộ với nghệ sĩ, nhưng nam em lại gọi đó là sự hãm hại, của nợ. Một số bình luận gây chú ý bên dưới bài viết rằng, tặng bông cũng bị chửi, vừa mất tiền còn bị nói. "Đời bạc bẽo là vậy, nam em không còn như ngày xưa nữa, rút kinh nghiệm nhé fan ơi, chi tiền còn bị mắng vốn, thất vọng." Trong khi trước đó, cô nàng từng bày tỏ sự trân trọng khi được khán giả tặng hoa trong một buổi biểu diễn, liên tục chụp ảnh đứng giữa những bó hoa rồi tự hào đăng trên trang cá nhân. Vậy mà giờ đây, sau 7749 lần vạ miệng, nam em lại tự đạp đổ chính mình. "Những bó hoa này là tình cảm của mọi người dành cho em rất nhiều, nên em không muốn mình lãng phí bất kỳ một món quà nào mà mọi người gửi tặng em. Em biết mình rất may mắn mới được nhận những tình cảm mà không phải người nghệ sĩ nào cũng được như em. Nên em rất muốn những giây phút nhận hoa, em sẽ được lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất, vì thanh xuân chỉ có một lần thôi", cô từng nói. Bất cứ nghệ sĩ nào cũng cần khán giả, nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát, mang tài năng ra phục vụ công chúng. Công chúng thể hiện sự yêu thích bằng cách tặng hoa, tặng quà. Trong trường hợp của nam em, khán giả vì thương cô nên mới gửi kèm tiền trong những bó hoa. Nam em chẳng những không trân trọng mà còn nặng lời chỉ trích. Vừa qua, sau khi phát hành MV mới, nam em không nhận về nhiều phản hồi tích cực. Thay vào đó, khán giả chê cô PR bẩn, cô đánh bóng tên tuổi bằng chiêu trò truyền thông sai lệch. Nếu muốn gây sự chú ý, chứng minh bản thân bằng âm nhạc, nam em nên đầu tư nghiêm túc thay vì livestream mỗi ngày rồi tạo thị phi nhằm mục đích PR MV. Đáp trả dư luận, nam em nói cô không quan tâm đến thành tích và lượt xem của MV. Ai thích xem MV thì xem, ai không thích có thể lướt qua. Cô làm MV là để sau này nhìn lại không thấy nuối tiếc. Từ một người đẹp có sự nghiệp rộng mở sau khi lấn sân sang âm nhạc, nam em giờ đây đang dần hủy hoại con đường nghệ thuật và mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, khán giả bằng những phát ngôn sốc óc, thiếu suy nghĩ của mình. Nam em từng bộc bạch chuyện bị bệnh, áp lực dẫn đến tinh thần không ổn định, nhưng liệu lý do này có đủ để xoa dịu những hành động bồng bột của cô nàng thời gian qua hay không? Nam em sinh năm 1996, cao 1m71, quê Tiền Giang. Trước khi trở thành người có tên tuổi trong làng giải trí, người đẹp đã tham gia các sân chơi như Hoa hậu Việt Nam 2014, Top 40, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 10, đại diện quê nhà dự thi Hoa hậu Trái đất 2016, Top 8, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Top 10.